Thưa quý vị, với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, Đà Nẵng đã và đang rất nỗ lực trong vận hành mô hình một cửa điện tử, tăng cường cải cách hành chính, hướng đến phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả của chính quyền điện tử. Đến nay, với việc xây dựng thành công mô hình một cửa điện tử hiện đại tại Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, xã, phường và mô hình một cửa điện tử tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng đã kết nối liên thông cả ba cấp chính quyền trong việc giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức, hình thành một hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung quy mô, bài bản. Ủy ban quận cũng xây dựng một số cái phần mềm hỗ trợ cho người dân và tổ chức đi đến liên hệ. Giải quyết thủ tục chính như là các phần mềm kiosk hướng dẫn mẫu đơn, hướng dẫn các thủ tục để người dân và doanh nghiệp gặp thuận lợi trong việc cái giao dịch thủ tục chính tại quận nhà. Bên cạnh đó, nhằm rút ngắn thời gian trong thực hiện cấp phép kinh doanh, thành phố cũng triển khai đề án thực hiện cơ chế liên kết trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp phép kinh doanh có điều kiện giữa các sở, ban ngành, đồng thời triển khai dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo địa chỉ yêu cầu nhằm tiết kiệm thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp. Trước đây chưa có cái dịch vụ làm qua đường bưu điện, thì bản thân tôi rất nhiều thời gian. thậm chí là hai buổi, ba buổi, nhưng hôm nay là chúng tôi chỉ một lần đi chỉ có mất khoảng cỡ 5 phút và qua ngày hôm sau là chúng tôi có kết quả. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả của chính quyền điện tử, nhiều tiện ích phục vụ chính quyền số, công dân số cũng lần lượt ra đời như cổng thông tin góp ý, tổng đài dịch vụ công 1022, cổng dịch vụ công thành phố và mới đây là ứng dụng Đà Nẵng Smart City. Đây là một ứng dụng nền tảng cho cái thành phố thông minh Đà Nẵng. Trên cái ứng dụng này thì sẽ tích hợp tất cả các cái ứng dụng thông minh của thành phố. Thì người dùng có thể vào ứng dụng này và có thể truy cập được rất là nhiều ứng dụng. Đồng thời thì thông qua ứng dụng Đà Nẵng Smart City thì người dân có thể nhận được ngay các thông tin, thông báo kịp thời từ cơ quan chính quyền thành phố. Thời gian đến, lãnh đạo thành phố xác định tiếp tục vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin chính quyền điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính, gia tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục duy trì thứ hạng là địa phương top đầu về chỉ số cải cách hành chính, chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, nâng cao thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.